Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe đua XDF RX330 được trang bị bộ cấu hình full Shimano Soza, nước sơn nguyên bản khung nhôm. Xe còn rất là mới và đẹp, nước sơn như các bác thấy trên hình này. Tổng thể còn rất là đẹp. Được trang bị full bộ chuyển động Shimano Soza. Đùi đĩa với Shimano Soza. Bánh 3 mảnh, bánh 700C, máy ôm đi vòng. Viên carbon. Xe nguyên bản chính hãng của XDS. Phần ghi đông thì chiếc xe được trang bị đôi tay lắc cũng của Shimano Soza, 9 tầng líp, 2 tầng đĩa. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt cũng là 48 cm. Xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì là phù hợp. Full bộ chuyển động Shimano Soza với 9 tầng lít và 2 tầng rưỡi cho 18 cấp độ khác nhau. Chuyển động thì vô cùng là mượt mà. Chiếc xe đã bán bên em với mức giá là 9,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ cái số Zalo hiện trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.